tất cả quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Son Sắt Đổi Thay. Và Thanh Tú nhớ kỳ trước thì Tú và anh Thơ cũng như cùng với vị bác sĩ Vương Khánh Long, chúng ta đã trao đổi với nhau các phương pháp để có thể khắc phục được là bọng mỡ ở dưới mắt cũng như là cái lượng da thừa, đúng không? Đúng anh Thơ rồi. Ngày hôm nay thì lại có thêm một cái thắc mắc nữa mà liên quan đến vùng mắt của chúng ta. Bây giờ đây thì sẽ nhường chủ đề này cho anh Thơ. Thì thật ra là khi mà kỳ trước chúng ta nói chủ đề là giải quyết những cái tình trạng xuất hiện ở cái vùng da mi mắt dưới, thì những cái dấu hiệu chẳng hạn như là da thừa hay là bọng mỡ mắt thì đó là dấu hiệu lão hóa. Đúng rồi. Mà một khi mà đã xuất hiện ở vùng da cái phía mi mắt dưới rồi á thì sẽ chắc chắn là phải có xuất hiện là nếp chân chim. Thì đó là một trong dấu hiệu lão hóa đầu tiên xuất hiện trên gương mặt mà. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì anh Thơ và Thanh Tú xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với chủ đề là làm sao để cải thiện nếp chân chim ở đuôi mắt. Và mời quý vị khán giả chúng ta cùng một lần nữa gặp gỡ về bác sĩ rất là quen thuộc của chương trình, đó là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ năm 2006-2013. Dạ, chào bác sĩ ạ. Xin chào anh Thơ, chào Thanh Tú và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Chắc hẳn là bác sĩ cũng nghe Tú và anh Thơ trao đổi với nhau về cái chủ đề ngày hôm nay. Và Tú nghĩ là cái dấu hiệu mà vết chân chim là một trong những dấu hiệu là không ai có thể tránh khỏi được dấu hiệu đó khi mà chúng ta bắt đầu bước sang cái độ tuổi 30 rồi. Thậm chí là ở lứa tuổi trẻ tầm như hai mấy, Tú đây vẫn bị dấu chân chim khi mà cười. Nhưng mà thật sự á, những cái vết chân chim tuy là nó nhỏ bé như vậy thôi nhưng mà nó ảnh hưởng rất là ghê gớm đến cả một khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Mỗi lần cười lên mình vui, mình cười, nhưng mà cười lên thấy nếp chân chim tự nhiên thấy mình già hẳn đi, là mình chẳng cười nữa. Nhưng mà Thanh Tú để ý là cũng có một số bạn trẻ, bạn của Thanh Tú luôn, khi mà cười ra thì có rất là nhiều những vết nhăn như thế này. Không biết là do cơ mặt của họ như thế hay là do sự lão hóa về da? Thật ra thì cái làn da của mỗi người đó thì nó chịu cái sự ảnh hưởng của nhiều tác nhân. Thí dụ như là di truyền là cái thứ nhất, do ông bà cha mẹ mình có cái làn da có nhiều nếp nhăn như thế thì có thể mình cũng sẽ thừa hưởng một phần của cái sự di truyền đó. Thứ hai là do cái chế độ ăn uống. Thứ ba là do cái môi trường tác động. Và cuối cùng là do ảnh hưởng một phần của yếu tố tinh thần, do cái sinh hoạt, do cái yếu tố tinh thần của mình đó. Thí dụ như mình bị stress hoặc là cái cuộc sống có nhiều niềm vui thì chắc có lẽ là chân chim nó sẽ đến chậm hơn. Do những cái yếu tố như vậy cho nên là cái chân chim á, ở mỗi người có thể xuất hiện ở những cái khoảng thời gian khác nhau. Có những người sớm, giống như anh Tú nói là ở lứa tuổi sớm nó đã bắt đầu xuất hiện rồi, và đương nhiên là theo thời gian thì ngày càng nó trầm trọng hơn, ngày càng nó nhiều hơn, chứ ít khi nào mà theo thời gian thì ngày càng ít hơn. Nó giảm đi lắm. Còn có những người thì cũng ở lứa tuổi đó nhưng mà chưa thấy. Thí dụ như thật ra Thanh Tú nói Thanh Tú có chân chim nhưng mà thật ra thì Thanh Tú cười thì nó cũng rất là ít. Hiện nay thì vẫn không thấy nhiều lắm. Dù ở độ tuổi đi chăng nữa nhưng mà một khi đã xuất hiện cái nếp chân chim rồi thì ít nhiều khiến cho cái gương mặt đó trở nên hơi buồn và hơi già hơn so với tuổi của mình, đúng không thưa bác sĩ? Chính vì đây là cái dấu hiệu mà không ai muốn hết và mọi người đều cố gắng để tìm cách khắc phục. Thì ngày hôm nay bác sĩ có thể hướng dẫn một vài cách để làm sao mình khắc phục cái tình trạng đó được không ạ? Nó có một số cái phương pháp mà chúng ta cũng biết rồi, thì hôm nay chúng ta lược lại. Thứ nhất là chúng ta không có dùng phẫu thuật, mà chúng ta dùng cách đơn giản là chúng ta dùng cái botulinum để chúng ta tiêm vào. Đây là cái thuốc mà nó làm cho cái hoạt động của cơ nó yếu đi. Mà khi mà chúng ta làm cho cái cơ hoạt động yếu đi thì chúng ta cười đó, cái sự biểu cảm nó giảm cái co kéo của cái vùng cơ ở bên ngoài của đôi mắt. Như vậy thì cái nếp nhăn nó sẽ giảm đi, ít xuất hiện hơn. Cái botulinum đây là mọi người thường hay nói quen miệng là botox đó đúng không bác sĩ? Hay còn có tên khác là Dysport, rồi botulac hay gì đại khái, những cái tên thương mại thì rất là nhiều. Nhưng mà cái gốc của nó, cái tên khoa học nó vẫn là botulinum. Nói đến botulinum mà mọi người quen miệng gọi là botox đi, thì có một cái vấn đề mà khiến mọi người cũng hơi e ngại khi mà quyết định sử dụng nó. Như bác sĩ nói đó là nó làm giảm cái cử động cơ, đúng không ạ? Thì mọi người nói nó bị liệt cơ. Nó bị liệt cơ đúng. Thành ra mọi người rất là sợ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái biểu hiện trên gương mặt của mình, và về lâu dài thì cơ của mình bị liệt luôn. Thực ra là cũng chứng kiến khá là nhiều người rồi, và thậm chí là một số anh chị diễn viên lớn tuổi nữa, khi mà họ sử dụng botox á thì cái cơ mặt của họ diễn dường như không được tự nhiên ngày đúng trước rồi, nữa. Mọi người cứ bị đơ bác sĩ. Ảnh hưởng nhiều đúng không bác sĩ? Đúng là do botulinum nó cũng gây đơ. Nhưng mà khoảng thời gian đầu thôi hay là sao bác sĩ? Nhưng mà cái
cái thuốc này thì nó lại có một cái đặc điểm nữa là mà chúng ta bớt lo lắng đi, là nó tác dụng trong khoảng một khoảng thời gian, nó 4-5 tháng gì đó, hoặc là thậm chí dài là 6 tháng thì nó mất hoàn toàn tác dụng, có nghĩa là nó sẽ trả lại trạng thái ban đầu. Và như vậy thì chúng ta cần phải bổ sung, tiêm bổ sung để cho nó có cái hoạt động trở lại. Có nghĩa là nếp nhăn thì vẫn còn đó, nhưng mà khi chúng ta tiêm Botox vào, nghĩa là giúp cho cái cơ của chúng ta ít cái vận động, ít vận động, và nó sẽ không tạo thành cái nếp gấp nữa. Nó giãn ra, nó giãn ra, dạ. Nó căng ra, nó căng ra do cái cơ chúng ta không có co kéo nữa thì nó căng ra. Nó căng ra như vậy thì có nghĩa là cái nếp nhăn nó giảm đi rất nhiều, có thể giảm đi 80%. Dạ. Các nếp nhăn. Như vậy đó là một cái phương pháp đầu tiên để giúp xóa đi được cái nếp nhăn đó. Đó là phương pháp. Một cái phương pháp thứ hai là chúng ta có thể dùng chất làm đầy. Tại sao? Tại vì bởi vì nếp nhăn là cái chỗ mà nó lõm xuống. Thì chúng ta dùng chất làm đầy để chúng ta nâng nó lên. Như vậy thì chúng ta cũng thấy nó sẽ giảm nhăn. Cái điểm này Thanh Tú hơi thắc mắc nha. Thí dụ như những cái vết chân chim, những cái rãnh nó rất là mỏng, vậy thì chúng ta phải cái phương pháp kỹ thuật như thế nào để có thể tiêm vào những cái rãnh mỏng đó? Với lại như vết chân chim của anh Thơ đi, là khi nào anh Thơ cười thì nó mới có. Vậy mình tiêm rồi lỡ như khi nó không cười thì là mình thấy nó gồ lên hay sao ạ? Không có. Như Thanh Tú nói là đúng, là đó là những nếp rất là mảnh, rất là mảnh. Như vậy thì đòi hỏi cái kỹ thuật tiêm phải rất tốt. Chúng ta phải chính xác đúng ngay cái đường rãnh đó. Đừng tiêm lệch quang bên. Bởi vì lệch quang bên thì cái đường rãnh nó sẽ sâu thêm. Chúng ta đắp hai cái bờ lên thì nó sẽ sâu thêm. Do đó cái vấn đề tiêm là cần phải có cái sự chính xác cao độ. Cái thắc mắc của anh Thơ là cũng đúng, là bởi vì khi mà chúng ta cười thì chúng ta mới thấy nhăn. Nếu mà chúng ta tiêm vô thì chúng ta không cười thì chỗ nó gồ lên, thì không phải như vậy. Chúng ta tiêm vào là để cho nó bằng cái mặt da, bằng mặt da, và nó có một cái thể tích nó chiếm cái chỗ đó, nó chiếm cái chỗ mà lõm xuống. Như vậy thì khi mình cười thì nó sẽ giảm nhăn, tức là cái chỗ, thay vì cái chỗ đó là chúng ta cười lâu ngày vài tháng, nó sẽ tạo thành một cái đường hằn sâu xuống thì chúng ta làm đầy nó lên. Như vậy thì chúng ta cười nó có nhăn không? Nó vẫn có nhăn, nhưng nó không sâu đến cái mức độ mà dễ quan sát, tức là nó sẽ giảm đi rất nhiều. Tất nhiên là vẫn phải còn những cái đường li ti mà không thể nào xóa hết được, nhưng mà để mà cải thiện 70-80% thì cái chất làm đầy vẫn có khả năng đạt đến mức độ đó. Vậy thì chúng ta vừa nhắc đến hai phương pháp là tiêm botulinum, và phương pháp thứ hai là tiêm chất làm đầy. Hai phương pháp này thì sử dụng cho cái trường hợp nào ạ? Đa phần các trường hợp đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, bởi vì nó có những cái nhược điểm, tạm gọi là nhược điểm đi. Tại vì botulinum thì nó cũng như chất làm đầy thì nó có thời gian thôi. Nó có thời gian, nó không có vĩnh viễn, nó không có lâu bền, cho nên là cứ phải 4 tháng 5 tháng gì đó chúng ta phải làm lại một lần. Chất làm đầy thì có những cái loại chất là nó có thể kéo dài lâu hơn một tí, nhưng mà tự chung lại thì lâu lâu vài tháng phải tới thăm bác sĩ thăm mỹ lần. Đối với người bận rộn thì người ta có thể là không theo đuổi được. Do đó là chúng ta sẽ có những cái biện pháp mà căn cơ lâu bền hơn, đó là chúng ta sử dụng phẫu thuật. Thì phẫu thuật thẩm mỹ thì đương nhiên là có những người thích phương pháp này phương pháp kia. Thì phẫu thuật thì gì? Phẫu thuật, có những người không thích phẫu thuật thì người ta sử dụng cái phương pháp mà chúng ta vừa kể. Tuy nhiên thì có những người họ nói là cái đó nó mất thời gian quá, phải đi tới đi lui, thì chúng ta sử dụng phẫu thuật. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn để giải quyết một cái vấn đề. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái phương pháp mà can thiệp đến phẫu thuật nó như thế nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể nói là một cái tiểu phẫu đơn giản là chúng ta làm cái phẫu thuật là nâng lông mày, hay còn gọi là treo chân mày, treo chân mày, nâng lông mày hay treo chân mày cũng giống nhau. Thì đây là cái phẫu thuật này nó dựa trên cái đặc điểm là những cái người mà có chân chim á, thì thông thường là nó có sệ luôn cái mí trên, sụp luôn cái mí trên. Bởi vì quá trình lão hóa rồi, quá trình nhão cơ rồi tất cả các thứ, thì da nó có hiện tượng sụp xuống. Và do là cái phần giữa ở trán này chúng ta đó, nó có cái cơ trán nó nâng nó kéo lên, cho nên cái phần giữa này nó ít khi nào bị sụp,
mà nó sụp cái phần đuôi của lông mày, nó bị rớt xuống. Rớt xuống như vậy thì do người ta dựa vô những cái đặc điểm là cái chân chim nó kèm theo với cái sự sụp trong lông mày, rớt xệ cái lông mày. Xệ lông mày thì kèm theo với xệ luôn cái phần da trên của mí trên. Do đó cái phẫu thuật này là một cái phẫu thuật mà phải nói là một cái tiểu phẫu nhưng cũng rất hiệu quả, là giải quyết hàng loạt tất cả các vấn đề. Thứ nhất là nó nâng cái lông mày lên để tạo cái dáng cung mày lại. Tại vì cái cung mày của những người mà bị xệ da đó thì nhìn nó buồn mà nó không có đẹp, tức là nó hình dấu ớ đây ở trên giữa này nó cao, hai bên nó xệ xuống. Nó không đẹp. Theo cái dáng chân mày đẹp đó là nó phải cong lên hoặc là hình hơi xéo lên tí, hơi xéo lên tí xíu. Giờ đang là mốt chân mày ngang đó. Chân mày ngang hoặc là chân mày mà xéo lên như thế này thì nhìn nó trẻ hơn. Thì do đó là cái tác động thứ nhất là nó kéo cái lông mày lên, tạo dáng lông mày lại. Cái thứ hai là đồng thời với cái kéo lông mày lên này đó thì nó kéo luôn cái da ở mi trên lên. Và hai cái tác động này cùng một lúc thì cũng có nghĩa là làm giảm nhăn da của cái vùng giữa chân mày và mí trên. Thông thường nó có một số cái nếp nhăn xuất hiện ở giữa cái phần lông mày và mí trên thì giảm luôn cái nếp nhăn đó. Đó là tác động thứ ba. Tác động thứ tư là hiệu quả nhất, là chúng ta vẫn thấy là kéo cái phần đuôi mắt lên và do đó giảm cái chân chim này. Giảm một cách rất là rõ rệt. Nhưng mà cái phương pháp kéo đó là kéo cụ thể như thế nào hả bác sĩ? Sử dụng Người ta sẽ lấy một phần da ở phía trên hoặc phía dưới lông mày để người ta làm cái thí dụ đối với một số người họ bị chân chim nhưng mà lông mày họ không bị sụp. Do đó thì cái phần da này chúng ta cần phải thiết kế bên dưới lông mày, tại vì nếu mà chúng ta thiết kế bên trên thì chúng ta kéo cái lông mày chân mày người ta đã chuẩn rồi, tức là không cần kéo lên. Mà chúng ta làm cái phẫu thuật đó vô tình chúng ta kéo lên là lông mày người ta bị sết. Hoặc là tạo nên một cái lông mày tướng ở một cái gương mặt phụ nữ thì đương nhiên là nó không tốt. Do đó thì nó có hai kỹ thuật lấy trên hoặc là kỹ thuật lấy dưới. Kỹ thuật lấy trên thì có vẻ nó đúng với cái từ treo lông mày hơn, là bởi vì nó nâng kéo cái lông mày lên. Còn có một cái kỹ thuật là chúng ta lấy bên dưới. Ở bên dưới thì chúng ta không có nâng cái lông mày lên mà chủ đích là giải quyết cái phần xệ da của mí trên và cái chân chim đôi mắt. Như vậy thì nâng lông mày nó sẽ có hai cách làm. Thì chúng ta còn một cái phẫu thuật nữa, đó là chúng ta làm cái phẫu thuật căng da. Phẫu thuật căng da thì là một cái phẫu thuật lớn hơn nâng lông mày, nhưng mà kèm theo với cái lớn hơn đó là nó sẽ có tác động cũng nhiều hơn. Ngoài cái việc nó giải quyết nâng đuôi lông mày, giải quyết chân chim đôi mắt, nó còn giải quyết luôn cái nếp mũi má. Có nhiều người cái nếp này rất là sâu. Như vậy thì phẫu thuật căng da giải quyết luôn cái phần này. Và nếu như làm một cách tổng thể hơn thì nó giải quyết luôn cả cái phần bên dưới này và những cái nhân da vùng khóe môi và dưới môi. Như vậy thì cái phẫu thuật căng da nó rộng hơn, và tùy vào mỗi gương mặt khác nhau nó sẽ có cái chọn lựa khác nhau để chúng ta giải quyết theo những cái vấn đề trên cái gương mặt đó. Và một cái phẫu thuật căng da đó nó mất khoảng chừng 2 cho đến 3 tuần lễ để chúng ta có thể cảm thấy là bởi vì nó là một cái quá trình từ từ. Một cái phẫu thuật căng da làm thành công là phải trẻ hóa gương mặt ít nhất là phải từ 8 cho tới 10 tuổi. Nếu mình nói một cái phẫu thuật căng da toàn bộ đó. Còn nếu mà làm một phần thì cũng phải trẻ đi ít nhất phải là từ 4 tới 5 tuổi. Như vậy thì mới gọi là phẫu thuật thành công. Còn nếu như làm phẫu thuật sau đó thì trẻ được có 1-2 tuổi thôi thì rõ ràng là chúng ta uổng phí quá. Chúng ta làm một cái phẫu thuật như vậy, cái công cán bỏ ra như vậy, cái thời gian chúng ta phải hao tốn như vậy cũng kèm với cái chi phí. Mà cái độ trẻ quá ít quá, như vậy thì chúng ta cũng hơi uổng phí. Do đó thì một cái phẫu thuật thành công là chúng ta phải đạt đến cái độ trẻ hóa, thứ hai là chúng ta đạt tới độ bền vững, và thứ ba là chúng ta phải đạt đến độ đẹp, độ tự nhiên, bao gồm cả cái vấn đề sau vài tháng là không có thấy sẹo hoặc sẹo rất mờ, thì đó là những cái phẫu thuật cần phải đạt tới. Dạ,
Vậy có nghĩa là phẫu thuật thẩm mỹ là một cái quá trình cũng từ từ thôi. Thành ra mình cũng đừng có quá khắt khe là vừa làm xong là yêu cầu phải thấy ngay kết quả. Đúng. Mà có thể là mình cần một khoảng thời gian ngắn thôi để là mình có được kết quả về lâu dài. Chính xác. Dạ, vâng ạ. Rất là cảm ơn những cái kiến thức ngày hôm nay mà bác sĩ đã mang đến cho khán giả của chương trình Hôm Nay Ta Đẹp. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Thơ, cảm ơn Thanh Tú và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn khán giả thân mến, và với chủ đề ngày hôm nay cùng với một khoảng thời gian tuy không phải là quá dài nhưng mà Thanh Tú và anh Thơ hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi là những thông tin thực sự bổ ích đối với tất cả quý vị khán giả. Tuy nhiên bên cạnh đó, những ai mà muốn gặp gỡ bác sĩ Vương Khánh Long cũng như được bác sĩ Vương Khánh Long tư vấn trực tiếp thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau gọi điện thoại về số 0902 725 525. Còn bây giờ tất cả chúng